Rừng Cúc Phương có hệ động thực vật phong phú, đa dạng, mang đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới. Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam với nhiều loại có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây. Về với rừng đại ngàn Cúc Phương luôn có vô vàn những trải nghiệm thú vị đang chờ đón chúng ta. Và ngày hôm nay thì Hà Linh cùng với người bạn đồng hành của mình đó là anh Hồng Hải đã có một tour xuyên rừng. Đi thôi anh! Một trong những hình thức khám phá thiên nhiên đó là đạp xe đạp xuyên rừng. Anh mời em cùng với anh khám phá bí ẩn thiên nhiên của Cúc Phương trong ngày hôm nay. Mời em. Vâng. Rời khỏi thành phố với những ồn ào vội vã, thong thả đạp xe giữa đại ngàn, tôi được hòa mình vào thiên đường xanh ở Cúc Phương. Càng đi sâu vào rừng, nhiệt độ càng giảm dần. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây thảm thực vật đa dạng, được ví như một chiếc điều hòa khổng lồ, giúp khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm. Hồ Mạc như một viên ngọc xanh giữa rừng đại ngàn. Những tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá tạo nên khoảng sáng kỳ diệu như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc được vẽ nên bởi bàn tay tài hoa của tạo hóa. Đã lên dốc rồi, chúng ta phải tăng tốc thôi anh ạ. Đạp xe giữa rừng mang lại cho du khách không chỉ cảm giác yên tĩnh, tận hưởng thiên nhiên hoang sơ, mà nếu may mắn, bạn còn có cơ hội bắt gặp nhiều loại động vật quý hiếm ở những khu bán hoang dã. Vừa leo lên dốc thì bây giờ anh em mình xuống dốc cảm giác rất là dấu mốt anh ạ. Đấy, cứ không phải đạp lại xuống không? Trải qua một hành trình đạp xe thì em có cảm nhận như thế nào về cái tour đạp xe khám phá rừng nguyên sinh Cúc Phương? Em cảm thấy rất là thú vị. Mới đi thôi thì em đã cảm nhận được cái hương vị của rừng già rất là trong lành và tinh khiết ạ. Anh hy vọng là em rất thích cái tour này và có thể truyền cảm hứng đến cho nhiều người khác để khám phá bí ẩn của rừng Cúc Phương bằng hình thức đạp xe trong rừng. Vâng, chắc chắn rồi. Sau chuyến đi này thì em sẽ giới thiệu cho nhiều bạn bè của em hơn nữa để có thể đến đây và một lần cảm nhận được cái hương vị của rừng Cúc Phương ạ. Tiếp theo chương trình thì anh em mình thực hiện chuyến xuyên rừng ngủ bản. Đây là một cái chuyến mà Cúc Phương đã tổ chức rất lâu và thực hiện chuyến này thì du khách có thể khám phá được thứ nhất là cái đa dạng sinh học của Cúc Phương, cảm nhận được cái giá trị của thiên nhiên. Như từ khi mà cảm nhận được cái giá trị thiên nhiên, chúng ta sẽ trân trọng thiên nhiên hơn, chúng ta thấy được cái giá trị của rừng như thế nào. Đấy, và hy vọng rằng là trong cái chuyến này chúng ta đã khám phá được rất nhiều điều bí ẩn. Vâng, và đấy, bây giờ thì hành trình đi bộ xuyên rừng bắt đầu ạ. Anh em mình đi thôi. Đây, và chúng ta có thể quan sát được cái loài động vật đầu tiên đây. Đây là một cái con nhện. Đây là Cúc Phương này thì nó có rất nhiều các loài nhện. Theo các cái thống kê thì thực sự là để mà điều tra chính thức thì chưa có biết chính xác cái số lượng bao nhiêu loài nhện ở Cúc Phương. Vâng. Nhưng mà đây em có thể thấy là một cái loài rất là đặc biệt, bụng rất là to. Và trên đấy, nó lại trắng nữa nhỉ? Đấy, trên nó trắng. Các loại nhện đẹp này em cũng chưa nhìn thấy bao giờ ấy. Và nhện ở Cúc Phương này thì nó rất nhiều, nhưng mà thường nếu mà nhện độc thì nó rất ít, không có. Mà đối với các loại nhện độc thì thường nó sống ở dưới đất là chính. Vậy là con nhện này nó sẽ rất là thân thiện, mình có thể sờ vào nó được không anh? Sờ vào nó không sao cả. À, vậy em thử sờ xem nhá. Nó giật mình ạ. Đúng rồi, em nhìn lại nó rất giống như một cái mặt người ấy. Ở trên đây là tóc này, xong ở dưới đây là mặt đấy. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp. Dạ vâng. Đây là một trong cái loài sinh vật mà chúng ta có thể phát hiện ở trong rừng, đấy là loài bọ que. Loài bọ que này thì nó Đây. Cái thân của nó rất là mềm yếu. Đấy, nó rất dễ bị tắc. Nhưng mà đối với cái bọ que này, nó có một đặc tính là khi chân nó gãy thì nó lại tự mọc ra một cái chân khác. Đấy, và tại sao nó gọi nó là bọ que, bởi vì cái thân hình của nó giống hệt một cái cành que. Vâng. Ở Cúc Phương này rất nhiều các loài bọ que này, thậm chí có những cái loài bọ que nó có cả cánh, nó có thể bay được. Đấy, và hầu hết chúng đều giống như cái hình một cái que như này. Đây là một, cũng là một cái hình thức để gọi là lẩn tránh kẻ thù. Đấy, một cái gọi là ngụy trang. Đấy, bởi vì nó không có khả năng tấn công một loài khác. Ví dụ nó đậu trên một cái cành cây như này mà nó không di chuyển. Đấy, nó không di chuyển thì đôi khi với một con mắt bình thường thì mình rất khó mà có thể phát hiện một cái loài bọ que. Em thấy nó rất thông minh nha. Thậm chí ví dụ như em bắt nó, em đặt có những con đặt ngửa như này, nó chả vào là chết. Đấy, khi nó không động đậy, nó động đậy thì khi mình nó không động đậy như này, chân thậm chí nó không ngọ ngoại cái gì. Nhìn thì đấy, nó nằm như kiểu chết.
Đấy, nó rất là thông minh các bạn. Nó có một cách ngụy trang để lẩn tránh kẻ thù. Với diện tích 25 hectare, Cúc Phương là nơi sinh sống của rất nhiều loại động thực vật quý hiếm. Một số loại có tên trong sách đỏ cần được bảo vệ khẩn cấp. Đây, ví dụ một cái loại bọ que khác đây nhé. Lúc nãy em nhìn thấy cái bọ que khác này. Đúng rồi. Thấy chưa? Thậm chí loại này nó còn có cả gai trên. Đấy. Cái này em có thể cầm thử xem như nào. Nó cứng hơn con kia. Rất là cứng. Đấy, nó có gai trên. Gai nó rất là sần sùi. Chuyến đi xuyên rừng này cho tôi cơ hội chiêm ngưỡng những loại cây đặc trưng chỉ có ở rừng mưa nhiệt đới, khám phá cuộc sống sinh sôi, vận động và khả năng thích nghi cao của thế giới tự nhiên. Tour đi bộ xuyên rừng Cúc Phương có tổng chiều dài 16 km, chia ra thành nhiều chặng khác nhau. Với một người lần đầu tiên được đi rừng như tôi thì cả một thế giới hùng vĩ, bao la với những điều lạ lẫm đang mở ra trước mắt. Cúc Phương ơi ta về, bên nhau chiều gió lộng, qua hoa lư bích động, đỏ cây gạo chờ mong. Vừa nãy chúng ta phát hiện được hai cái loài sinh vật, đấy là con nhện và con bọ que. Và tiếp theo là cái loài thực vật, đấy em nhìn cái loài thực vật. Cái cây này người ta gọi là cây lá nón. À, đây là cây lá nón đấy ạ. Ngày xưa hay để là làm nón đấy. Nhưng mà cây này là một trong những cây rất hữu ích thời kỳ chiến tranh ấy, là các cụ thường lấy làm cây để ngụy trang. Vì cây này nó tồn tại cái màu xanh của nó rất là lâu. Cho nên trong cái thời kỳ chiến tranh là bộ đội của mình là thường cắt những cái cành này để ngụy trang lên mũ hoặc lên ba lô các thứ. Thì khi mà đi trong rừng thì rất là khó phát hiện. Và bây giờ ở trong rừng bọn anh cũng có một cái kinh nghiệm là những cái lá nón mà bị khô này, đôi khi vắt cắn cứ lấy cái này bôi lên không dán nó vào thì nó sẽ cầm máu. Đôi khi là trong rừng nó không có cái phương tiện gì thì lấy cái lá của cái loài này. Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng rậm rạp, che hết cả khoảng trời xanh và con đường mòn. Nếu không có người dẫn đường chuyên nghiệp như anh Hải, chắc chắn tôi sẽ bị lạc trong rừng. Đây, anh mời em thăm cái cây này. Đấy. Cây đa nó bên ngoài này, và bên trong là một cây hoàn toàn khác nhau. Và cây đa bóp cổ này bọn em được gọi là một cái hiện tượng quái dị của cái thế giới vật tự nhiên. Và cái hạt đa này khi nó chín nó tạo màu đỏ và rất hấp dẫn với các loài chim. Và khi chim nó ăn quả đa thì nó xử lý qua cái thân nhiệt của chim và nó để lại cái hạt của trên nhánh hoặc là cành của bất kỳ một cái cây nào. Và trong cái quá trình này mầm phát triển thì cái rễ đa nó dọc theo cái thân cây chủ bên trong này. Nó tiến xuống đất và khi nó tiếp đất thì nó phát triển rất nhanh. Nó tạo thành một cái mạng lưới rễ như thế này, nó quấn quanh cái cây chủ. Và tới một cái thời điểm nào đó thì nó bóp chết cái cây chủ bên trong. Đấy, và sau khi nó bóp chết cây chủ bên trong thì tạo những cái rễ phụ như này để nó tự sinh tồn và phát triển. Thì đây là một cái hiện tượng gọi là phụ sinh thất nhiệt. Đấy, nó sống phụ sinh với nhau và nó phát triển để lên. Thì bởi vì nó bóp chết cây bên trong mà anh gọi là cây đá bóp cổ, chính là. Rất là cao và to ở đây. Anh ơi, em thấy cái gốc cây này trông nó rất là lạ. Và nó túa ra các hướng. Nó khác với lại cây bình thường mà em vẫn thấy. Đây cũng là một cái đặc trưng của các rừng mưa nhiệt đới. Bởi vì Cúc Phương này thì 3/4 diện tích là rừng nằm trên núi đá. Cho nên cái tầng đất mặt của nó rất là mỏng. Các cái cây rễ cọc nó bơm xuống rất không được nhiều. Chính vì thế nó bắt buộc phải sinh ra các cái rễ phụ này. Người ta gọi là cái bệnh vè của cây. Bệnh vè à? Và có những cái cây nó cao tới hàng chục mét. Và chạy dài hàng 20-30 mét. Cây như vậy thì chắc chắn là nó sẽ rất là lâu năm rồi đúng không ạ? Rất là lâu. Ngoài các con động thực vật, trong cái chương trình này chúng ta có thể thực hiện một cái hoạt động nữa, đấy là xem động vật hoang dã ban đêm và sử dụng cái đèn pin của chúng ta có thể đi tìm kiếm các loài động vật chuyên hoạt động về đêm. Và bên cạnh cái đó thì chúng ta có thể trải nghiệm được, đấy là nướng thịt và thưởng thức cái ẩm thực ở trong giữa rừng già Cúc Phương này. Đây có thể nói là cái tour mà làm em cảm thấy hứng thú nhất đấy ạ. Khi ánh nắng chiều tắt hẳn, rừng xa trở nên tĩnh mịch. Thoảng trong gió tiếng côn trùng gọi nhau, một thế giới tự nhiên thật khác lạ và hấp dẫn. Với chiếc đèn pin chuyên dụng, tôi bắt đầu hành trình của mình
Đây, một trong những con động vật mà mình bắt được từ đây. Wow. Thấy chưa? Đây là con. Đây gọi là con kỳ nhông. Đấy. Thấy chưa? Con này nó có thể đổi màu được, ví dụ như tùy theo cái môi trường sinh sống của nó. Trông rất là đẹp. Đấy, đậu trên lá cây thì màu xanh, nhưng mà khi nó rơi chạy xuống dưới đất này nó lại màu lá màu khô thì nó lại đổi màu. Tay nữa kìa. Thấy chưa? Tay nó bám rất chắc vào cành cây. Cắn đấy. Nhẹ thôi con ơi. Nhẹ thôi, đừng có chạm nhẹ nhẹ thôi. Mà đuôi này nhá. Ở đây. À, nó cũng không sợ mình lắm. Không, nó... À. Tổng anh cái đèn soi vào đây. Nếu mà trường hợp mà cái đuôi này mà cầm mạnh quá nó đứt đuôi này. Đứt đuôi thì nó có tự mọc được sao như cái con này. Lại nó như kiểu thật lằn này. À đúng rồi. Đấy, như ra. Đấy, được chưa? Kéo không? Được đấy, à. Chạm mạnh nó bỏ ra đi. Đấy. Một trong những cái kỹ năng mà đi xem động vật hoang dã ban đêm này là thứ nhất là rất hạn chế nó và nó rất nhỏ. Và có một cái nữa là động vật nó rất là nhạy cảm với lại cái mùi của con người. Đấy, cho nên là nó khó. Khám phá động vật ban đêm đem đến cho tôi những trải nghiệm thật lý thú về cuộc sống của tự nhiên. Đáng tiếc hôm nay lại là một đêm có trăng nên nhiều động vật quý hiếm không xuất hiện. Vì vậy chắc chắn tôi sẽ quay lại rừng thật nhiều lần nữa bởi vô vàn những điều lý thú còn chờ đón tại rừng già. Một buổi sáng ở trong rừng thật trong lành và mát mẻ. Mỗi lần đến với Cúc Phương là bao nhiêu điều mới mẻ hấp dẫn lại mở ra trước mắt tôi. Có lẽ đó cũng chính là lý do nhiều du khách không chỉ đến đây một lần mà còn trở lại rất nhiều lần bởi những lưu luyến và nhớ thương đong đầy. Rừng Cúc Phương đã trở thành một địa điểm du lịch sinh thái được yêu thích với những du khách thích khám phá và mong muốn trở về với thiên nhiên hoang sơ. Để hành trình trải nghiệm của mình thêm ý nghĩa, các bạn cần lưu ý một số gợi ý sau. Từ tháng 4 đến tháng 8 là khoảng thời tiết nắng đẹp để khám phá vẻ đẹp của rừng nguyên sinh. Nên đi giày và chuẩn bị đầy đủ áo khoác, kem chống nắng, chống côn trùng, mang theo trại và đồ ăn nếu bạn có ý định ngủ đêm trong rừng. Bắt buộc phải có hướng dẫn viên đi kèm nếu muốn thực hiện tour khám phá xuyên rừng. Có thể đốt lửa trại và nướng đồ ăn ở những địa điểm cho phép. Cuối cùng nên tránh những đêm có trăng để có thể ngắm được thật nhiều động vật quý hiếm vào ban đêm nhé.